Em ơi. Anh đi xe anh. Em đuổi theo anh thì sẽ cái xe đỏ này này. Nhanh. Xe đỏ anh. Vâng đây. Nhanh em ơi, nhanh. Anh đợi tí. Sao vội đi anh? Anh em ơi, anh bị mất cái anh hay gì mà vội đấy anh? Em chạy nhanh đi. Vâng. Báo cáo, đối tượng đang di chuyển rất nhanh về phía Phạm Văn Đồng. Đó hết. Ui, anh này là hình sự à? Không biết thằng kia bị làm sao mà bắt được nhỉ? Nhanh lên em ơi. Vâng. Thằng này truy não hay là bị cướp giật? Có khi nào mà thuê không? Báo cáo, hình như trên xe đối tượng có vũ khí, báo cáo hết. Mà bắt được xử như thế nào nhỉ? Mình lại không nói rồi lọt tí nhỉ? Anh ơi, em có để ý được đi đâu ấy. Báo cáo, đối tượng đang rẽ phải ra đường Trần Vĩ, báo cáo hết. Mà ví dụ mình mà tội phạm thì sao nhỉ? Chạy trốn à? Thế nào anh em ơi, cái gì đầu thú? Chạy. Mà chạy trốn thì mình sẽ chạy đi đâu nhỉ? Rồi nếu mình bị bắt thì sao? Vào tù hết xử bắn. Mà nhỡ trốn được thì cũng bị bắt không nhỉ? Mà không bị bắt vào đấy thì có bị đấm không nhỉ? Nghe nói trong ấy đấm kinh lắm. Xong rồi mình có bị bắn chết không nhỉ? Thế bị đánh nhỉ? Em ơi, kinh thế. Mà nếu mày tội nặng người ta xử bắn em à? Em ơi, cái gì anh ấy? Cho anh xuống đây cái. Xuống đây anh. Đây. Sao lại xuống đây anh? Đã đuổi được tội phạm đâu anh? Tội phạm cái gì hả em? Hả? Anh đi diễn tập để ngày mai anh đi quay phim ấy mà. Này, em đi mua này. Đi nhá, cảm ơn nhá.